Nên chúng ta phải hiểu là tất cả phước là do mình tự tạo. Cái Ủa, này đi bao đúng nhiêu là phước phước mà này. mình để đây? Đi này là phước này. Đi cái này là làm Người phước đó. Đừng bao giờ đi đến mộ mà xin số đề nữa. Hãy đến niệm Phật cho người ta, cúng cho người ta, cúng phước còn lớn hơn cả xin số đề. Nói thôi nha. Cảm ơn chúc các vị. dạ, vâng, anh chị thật. Họ đến đây họ xin cái cô thân thân quý vị này xin số đề số vậy, xin trúng số, nhưng mà họ không hiểu rằng tất cả nhân quả hết. Mình xin người ta, người ta cũng tội nghiệp lắm. Và nếu mà người ta giàu có, người ta đâu cần phải đợi mình cúng. Người ta khó, người ta thiếu thốn, mình cúng rồi mình xin, là người ta cuối cùng ăn mày với mình xin xin nhau, mình làm trối cho hương đình không siêu. Nên phải bẻ cái niệm đó cho người ta, đừng phải giúp nó. Cô ơi, cô đang là một vong linh, cô đáng thương, cô khó chết mà không có ai, không người thân đây, nên cô phải buông xả cái niệm đó và cô tự giải thoát cho chính cô. Thì mình giúp cho họ, họ nhắc họ và siêu, giống như mình nhắc nhở họ, họ nhắc hiểu rồi cái họ chổi siêu. đâu để nó Dạ. trôi ha, Họ sao siêu thì họ sao không còn là vong linh nữa. nhiều khi Họ sẽ cái tái sanh làm, có thể làm 60 lục đạo, có thể làm người lại, có thể quay lại đầu thai làm người lại, hoặc có thể họ tái sinh ở cảnh giới của súc sanh là mấy con vật ấy, chứ họ làm ở nhà quỷ họ đau khổ, hoặc là cái tái tái sinh chư thiên. Thì mình đang giúp cho họ chứ không phải là mình giúp cho họ, giúp cho mình, thì giúp cho họ, giúp cho cô này là giúp cho mình, vì con người với người, vì tình thương của Phật từ bi ở chỗ đó, chứ không phải là đi cúng để mình xin xỏ ngày mai chút số. Nghe nói chiều sáng mới mười số không. có đừng bao một giờ đừng bao giờ nghĩ đến chấm số, dạ khi phước mình đầy tự động nó sẽ kiếm mình. Bây giờ mình kiếm hoài không có đâu, dạ giống như tháng 5 năm ngoái rồi, con hiểu, dịch bệnh chết, các vị không có thuốc, không có vaccine là không có đủ phước nên chết quá trời. Giờ có vaccine rồi thì dịch nó là cái chuyện bình thường. Khi chúng ta có phước tự nhiên vaccine thuốc có ra, nên chúng ta phải hiểu là tất cả phước là do mình tự tạo. Cái này đi đúng Bao là nhiêu phước phước mà này. mình để đây? Đi này là phước này. Đi cái này là làm phước đó. Bố thí là phước đó. Hiểu Dạ. không? À, cảm ơn các vị, chúc tất cả mọi người chúng ta an lạc. Cái việc mà mình thầy chia sẻ lại cho cô bác quý anh chị biết là cái việc mà mình những cái Phật tử lại đây xin số để ba đem lại cái lợi ích cho Phật tử, thì những cái vong linh này họ phải ở đây, họ phải ràng buộc cái vong linh đó, thì nó Phật tử đó sẽ mang được cái tội, vì và sau này phải có trả lại cái phần mà sinh đó không thầy? À, cái này thầy có kể câu chuyện này có thật, của Hòa Thượng Giác Hạnh. Câu chuyện thật mà thầy cũng biết, nó ở Trà Vinh. Cái cô Phật tử đó, cổ tu mà cổ bị giống như cổ tu rồi, cổ có bị thiếu thốn tiền bạc á, rồi cổ mới đi vô nghĩa trang, cứ 7 giờ tối cổ vô nghĩa trang, cổ bày mâm cúng, cổ cúng cái mộ nào mới xây là cổ đều cúng hết, cúng để mục đích là xin cho trúng số. Rồi cuối cùng cổ cũng trúng số, nghe nói trúng được 300 triệu rồi. Mà từ lúc mà ngày cổ trúng số, cổ tự nhiên bị mắc thằng dưới, giống như thế gian bị mắc thằng dưới rồi, nghe thấy coi tới khoa học là bị tâm tâm thần đó, biết không, là có nghĩa là cổ không có được bình thường. Giờ gia đình lấy cái tiền đó đi chữa, đi chạy chữa khắp nơi, trúng số là 300 triệu, lấy cái tiền đi chữa, mà nó lạ lắm, chữa không hết, hết tiền tự động hết. Tại vì mình đi mượn nợ người ta, cứ gom đi. con hiểu là mình đi mượn nợ là gì à? Họ đây, mình vô họ xin họ, gom họ xin, mình xin họ là cho chúng chúng số, họ mới đi, giống như mình coi cái kiểu mà chí phèo, biết không? Cho chí ăn rồi bắt chí phèo đi làm, bắt đi làm rồi họ phải đi, giống như thế gian họ đi vượt số. Mà trong vực số thì nó cháy nhân quả, thì cháy nhân quả, cái mượn qua mượn lại cuối cùng nói chung là không, cái nhân của cái việc mà mình làm đó, tại sao mình giúp họ siêu chứ không phải là để khi mà con giúp họ siêu thì con còn hơn chúng số, làm cái gì cũng chúng mất, chứ không phải lợi chúng số. Khi cái phước con đầy cái gì cũng là kinh doanh, cái gì cũng chúng, con không cần cái ngay cả cái phước con đầy, giống như cô Phương Dung á, biết cô Phương Dung không? Phương Dung là ca sĩ bên Mỹ á. Cô có kể cho thầy nghe là cái chào hữu đó đó, cái hội nhóm đó, cái chú đó, chú Hùng với lại chín người mua cái đất ở bên Mỹ, mà một tháng là phải trả tiền lãi, làm lãi ngân hàng là gần 10.000 đô. Mà cái chú đó rất là hay, cứ một tháng chú gửi về trong bệnh viện Sa Đéc á, bệnh viện ở miền Tây á,
2.000 để nấu sức ăn từ thiện, là cứ nghe làm cho ăn một tháng, cứ dạ. tháng nào cũng gửi đều hết. Dạ. Sau khi mà cái khủng hoảng kinh tế năm 98 á, thì chính người mà Hùng với chú á, rút khỏi cái đất đó, là một mình chú đó phải ôm cái đất đó mà trả cái lãi suất ngân hàng của bên Mỹ là cũng biết rất cao rồi, không trả là nó siết luôn á. Dạ. Là 10.000 một tháng, mà chú vẫn chích 2.000, chú một mình chú vẫn chích 2.000 để chú làm bệnh viện từ thiện. Dạ. Nấu cơm từ thiện ở bệnh viện. Sao đấy? Một năm sau thôi, cái khu đất của chú bán trên gần nửa tỷ đô la. Thôi rồi. Con biết cái đất đó bán nửa tỷ, nó mua làm casino gì của Mỹ, nó mua đất á. Dạ. Cái đất đó phát lên, mà chú rất là có tâm. Chú có tâm rồi nè. Khi mà chú bán xong rồi, theo luật là chú không có chia cho ai hết, nhưng mà chú vẫn kêu chính người bạn của chú lại, chú chia hết, làm chú chia là bao 90 phần, còn một phần chú lễ làm từ thiện, vẫn còn làm từ thiện cho bệnh viện luôn, nấu ăn chức ăn. Yeah. Bởi vì cái phước mình lớn á, tự nhiên nó sẽ đến đó. Yeah. Nghe cái phước con lớn, con đào đất là tự nhiên có vàng, hay là con kinh doanh cái gì cũng thành công đó. Còn cái phước con mà nhỏ, con làm những nó thất bại hết là quy tắc. Yeah. Cái phước này là phước này. Đi làm phước mà đừng có nghĩ là phước, tại vì cái phước thế gian á, hưởng hết, giống như ngân hàng, con có xài, con có gửi ngân hàng cả 1.000 tỷ, khi chết đi cái ngân hàng tỷ người khác xài, còn cái âm đức nó sẽ đời này sang đời khác được, con hiểu không? Dạ. Nên có nhiều người, con thấy không, mỗi người sinh ra không phải là ông trời ông cho cái số người này sinh ra ở gia đình giàu có, người này sinh ra gia đình nghèo, mà do cái phước đời trước nó sinh nó chiêu ra, chứ ai mà cho, có trời nào mà cho con sinh gia đình là nghèo đâu, cùng bằng tuổi con mà có người giàu hơn con, có người ấy, đâu phải, là do cái phước họ có. Có phước thì chúng ta thậm chí có phước con ăn mài cũng có người cho, mà không phước ăn mài không ai cho. Nghe kẻ nói, người ta thường nói là nằm đó sung nó còn không rụng vô miệng nữa, không có phước mà sẽ sung nó không dám rụng vô, yeah. nó rụng vô chỗ khác. Nên tất cả đối với Phật giáo là tất cả phải phước, nên cái việc mà đi này thì rất đáng tháng này, tại vì mình bòn phước mà, mình bòn phước chứ không phải mình bòn danh. Yeah. Túng này thương thì ra cái này đi nè, giờ thì con thấy không, lội sình từ cái đó vô đây đi gì cái gì để được người khác khen hả, được mọi người khen hay sao, không phải, mà đi gì giúp vị này, biết đâu mình lỡ mai mình thành tâm mình giúp người ta siêu cái, tự nhiên mình có được cái phước, mà cái phước đó là phước thế gian, nhưng đem phước nó chuyển qua Tây Phương Cực Lạc, ở mốt chết về Tây Phương sướng luôn. Nhưng mà nói Tây Phương thôi nha, tịnh độ ở Ta Bà xong mới đến tịnh độ bên phương Tây, chứ ở đây mà chưa yên này, có đi phương Tây Ninh á, nói chung là chúng ta tu làm sao mà tịnh độ ngay trong hơi thở chúng ta, thì đó mới là tịnh độ, chứ còn tịnh độ bên phương Tây kia, ở đây chưa yên làm sao đến kia. Yeah. Giống như đây không có tiền sao về bên Mỹ. Yeah. Có tiền mới đi Mỹ được, đúng không? Đó là quy tắc. Chắc có lẽ là sau khi mà con với lại em Nhân đăng cái đoạn clip này lên, thì lúc nãy thì các anh cũng có nói là các Phật tử thường đến đây xin số á, thì thầy cũng như là sau khi đăng clip này lên, mọi người sẽ thấy rất là nhiều về cái sự linh thiêng của bà, thì thầy có lời khuyên nào đối với các Phật tử ở đây? Cái Phật tử thì không bao giờ sinh. Dạ. Phật tử mà chân dạ. chính là không sinh. Các, chỉ dạ. có những người mà những người dân á, dạ, người họ, dân họ, họ không phải là Phật tử. Dạ. Họ bị dướng cái tham niệm á, dạ. họ khổ quá, họ vô rồi sinh. Mà sinh về là chối thương linh vô. Dạ. Đem cái bánh này phải ăn, bởi vì đây ngậm mắt quay cái gì, cái câu gì đó, ngậm ăn gì mắt quay, lỡ ra cúng rồi phải tìm cách giúp người ta. Yeah. Mà cuối cùng không nên bị trói, mà cái người đó sẽ bị mắc, cái người mà sinh sẽ mắc phước. Nên đối với những người Phật tử phải tu trong chánh kiến, tứ diệu đế bát chánh đạo, chứ không phải đi tu để sinh, để cúng là mê tín, sinh sỏi là mê tín. Yeah. Mình giàu mình đi sinh người nghèo, cái vị này nghèo mình mới cúng chứ, nếu mà giàu mình cúng làm gì, nếu mà họ giàu họ tự biến ra họ ăn chứ rồi cần gì phải cúng. Vậy là mình giàu mình đi xin người nghèo. Dạ. Mình không thương người ta, thương người ta là cúng thôi. Cho nên các vị mấy với cô chú ông bà gì cô bác ở đây, các vị cũng là con người mà nhưng chết không có thân nhân, thôi tôi cúng cho các vị ấm lòng rồi mong muốn các vị siêu đi, đó là mới là tình thương của Phật giáo. Chứ không phải cúng mà chiều nay dịch cho con số con nghèo quá, con mà mấy người nghèo là gì, chơi đề mới nghèo. Chứ mấy người không đề không có nghèo đâu, làm ăn thì sao nghèo. Dạ. Trừ khi nào mà mấy người bệnh đó, họ không còn đường á, thì họ mới đường cùng, họ mới mình thông cảm. Còn đa phần người sinh số là những người cờ bạc, mà cờ bạc mới nghèo.
chứ không ai mới cờ bạc vào đây. Nói hồi xưa người ta sẽ nói cái cờ bạc á, chỉ có cái mồ mã cha là không bán được, bây giờ bán mồ mã cha luôn á, thầy thấy rồi. Yeah. Có nghĩa là mồ mã đem lên bán luôn, bán đắt luôn mà. Trời. Hết tiền là bán móc mồ mã ông bà cha mẹ mình bán luôn, bán để lấy tiền đánh đạo bài. Thì hồi xưa là người ta thường nói đúng không, mấy vị mấy chú nói, chỉ có mồ mã cha bán lấy không được đâu đúng không, bây giờ lấy luôn mồ mã cha luôn. Thì đó, nếu như anh ảnh đề chắc mình nói là đụng chạm nói là đụng dạ, chạm ấy. Dạ. Rồi, con cảm ơn thầy rất là nhiều, chắc nhờ thầy chia sẻ cái câu chuyện này nữa. Là tất cả mọi người đừng bao giờ đi đến mộ mà xin số đề nữa, hãy đến niệm Phật cho người ta, cúng cho người ta cung phước còn lớn hơn cả xin số đề. Nói thôi nha, cảm ơn chúc các vị. Dạ dạ.